Nguyên nhân san hô bị tẩy trắng là do sự gia tăng bất thường của nhiệt độ nước biển trên 30 độ C. Dự báo trong tháng 8 hiện tượng tẩy trắng sẽ mức cao và tháng 9 giảm dần về mức độ nguy cơ và trở về trạng thái bình thường vào tháng 10 năm 2024. Từ kết quả khảo sát lần này, Viện Hải dương học và Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đề xuất tiếp tục thu thập số liệu nhiệt độ, độ mặn nước để phân tích đánh giá hiện tượng san hô bị tẩy trắng, tạm hoãn việc trồng phục hồi san hô trong năm 2024 đồng thời tiếp tục hạn chế tối đa các hoạt động khai thác thủy sản, dịch vụ du lịch bơi lội, lặn ngắm san hô nhằm bảo vệ vùng rạn làm bãi giống phục vụ cho kế hoạch trồng phục hồi san hô hồ sau này.